Chồng em á đã chấm dứt hẳn với người kia và bảo chỉ có vợ con. Em cũng chấp nhận và bảo thôi, hãy bỏ qua và cùng xây dựng lại. Nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ tới cảnh chồng ăn và ngủ với người ta là đầu óc lại quay cuồng và vợ chồng lại cãi nhau. Ồ, có nghĩa là chồng bạn này ngoại tình, nhưng chồng bạn này đã chấm dứt với người ta rồi. Nhưng mà bây giờ thì bảo thôi bỏ qua và bạn ấy thì cũng bỏ qua, nhưng mà bên trong đầu là vẫn nhớ. Thế nên là thỉnh thoảng mà cứ nhớ lại những cái lúc mà chồng ăn ngủ với người ta là đầu óc lại quay cuồng và vợ chồng lại cãi nhau. Vậy vấn đề của bạn bây giờ là đừng có xử lý bên ngoài bạn nữa nha. Đừng có xử lý chồng gì nữa mà xử lý chính bạn thôi. Tại vì chồng bạn đã quay về rồi. Và vấn đề bây giờ là đầu óc bạn quay cuồng bởi những cái suy nghĩ tiêu cực thôi. Vậy thì làm ơn là quá khứ đã qua rồi và chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Và cái điều quan trọng hơn là nếu mà chúng ta có nghĩ đến quá khứ thì cũng hãy ân hận một cách thông minh. Có nghĩa là đừng có dằn vặt bản thân và dằn vặt người khác về cái quá khứ đó nữa. Nhưng mà cái điều này nó khó. Tôi ăn công nhận là để mà cài đặt lại suy nghĩ nó rất là khó, nên giải pháp cụ thể cho bạn luôn. Ví dụ, nhiều bạn là rảnh quá nên ngồi nghĩ tiêu cực được thôi. Chứ còn bạn cứ bận rộn rồi làm đủ mọi việc từ sáng đến tối, xong rồi tối mệt quá lăn quay ra là ngủ là khỏi nghĩ gì. Nhưng nếu đầu óc chúng ta vẫn còn đang nghĩ tiêu cực được, đôi khi hãy nghĩ lại xem là mình có đang rảnh quá hay không. Và nếu mình đang rảnh quá, mình tạo thêm nhiều việc có ích và ý nghĩa cho mình làm đi. Mình đi làm phước thiện nhiều hơn, mình đi làm nhiều việc có nghĩa, ý nghĩa hơn. Mình đi giúp cho con mình học hành, mình học cùng con mình chơi cùng con mình về thăm mẹ mình làm cho cuộc sống của mình bận rộn và có ý nghĩa, cũng là một giải pháp để cho các bạn bớt rảnh. Mà bớt rảnh thì sẽ bớt nghĩ lung tung. Và giải pháp số 2 là liên tục trong vòng 21 ngày cho đến 90 ngày cài đặt lại suy nghĩ bằng những sự yêu thương và biết ơn và hạnh phúc. Các bạn thực hành theo bộ sách 90 ngày. Và cứ không cần phải mỗi ngày làm một bài nhé. Tại vì bộ sách Chinh phục hạnh phúc của Tuệ An là phân theo ngày, đúng không? Và mỗi ngày các bạn thực hành một bài. Nhưng riêng với những bạn mà đang suy nghĩ tiêu cực này, cứ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, chồng mình ngày xưa đi ngủ với đứa này đứa kia, lại lôi ra là, lại lôi ra biết ơn và yêu thương, lại làm liên tục như vậy. Và cứ làm thì nó sẽ át đi được cái suy nghĩ tiêu cực. Hoặc các bạn mở kênh Facebook, mở kênh YouTube của Tuệ An lên xem. Cứ bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực lại mở YouTube lên xem, mở Facebook lên xem. Kênh YouTube của Tuệ An là bây giờ là đang có rất nhiều video mới và rất nhiều video hay. Nên là các bạn xem một hồi là các bạn kiểu như tẩy não ấy. Nhưng mà đừng có xem một ngày, hai ngày, xem liền tù tì cả tháng đi. Não mình được tẩy não dần dần, thế là mình bớt nghĩ xấu. Khi mà mình đã bắt đầu phát ra cái ý nghiệp xấu ấy, về chồng của mình ấy, là thứ nhất hại cho chính mình. Nên mình thấy nhá, đôi khi cái tâm của mình, cái suy nghĩ của mình mà mình còn chưa làm chủ được, mình còn chưa kiểm soát được, mà mình cứ muốn đi kiểm soát đâu đâu ấy. Mình cứ muốn đi làm chủ chồng, rồi làm chủ con, rồi làm chủ người nọ, người kia đâu đâu ấy. Mà chính cái điều đầu tiên mình cần làm chủ là cái tâm thức của mình, cái đầu của mình thì mình chưa luyện để mình làm chủ được nó. Đó, thì chúng ta sẽ có một số cái giải pháp cụ thể như vậy để luyện điều này. Chồng mình ngoại tình với người có tiền, vậy có quay về với gia đình không? Chồng ngoại tình với người có tiền, vậy chồng có quay về với gia đình không? Điều này nó phụ thuộc vào việc, thứ nhất, chồng bạn có muốn quay về không? Thứ hai, bạn có xứng đáng cho anh ấy quay về không? Nhắc lại một chân lý muôn thuở là nếu có ai đó bỏ chúng ta mà đi, điều đơn giản là chúng ta chưa có đủ giá trị với họ mà thôi. Vậy nên nếu chồng bạn ngoại tình vì tiền mà bạn mong muốn chồng bạn quay về với bạn, bạn nâng cao giá trị của mình lên đi. Và thực ra ấy, chồng bạn có ngoại tình vì mỗi tiền hay không? Hay là vì ở bên bạn không có được sự đồng cảm và thấu hiểu? Vậy chúng ta hãy xem xét thật kỹ lại và vun bồi cho mình đủ giá trị thì mình khỏi cần hỏi cái câu là anh có quay về với mình không. Vì khi bạn đã có đủ giá trị, khi bạn đã là một viên kim cương á, bạn chả cần quan tâm là ông ấy có quay về với mình hay không. Mà ông ấy không quay về với mình thì mình cũng vẫn vui, mình cũng vẫn hạnh phúc. Mà mình đã là kim cương thì có đầy người muốn sở hữu mình.
có đầy người muốn ở bên mình. Thế nên là mình khỏi cần nghĩ đến việc ông ấy có quay về hay không. Còn khi mà chúng ta còn đang quá tập trung ra bên ngoài là liệu anh ấy có quay về với mình không nhỉ, lúc đó là lúc chúng ta không tự tin vào bản thân mình. Và khi chúng ta đã không tự tin vào bản thân mình thì chúng ta hãy vun bồi sự tự tin của chính mình trước đi, trước khi hỏi những câu hỏi đó nha. Nếu mà các bạn thấy điều này thì hãy comment là vun bồi nội lực chính mình. Vun bồi nội lực chính mình, hãy comment để mình ghi nhớ vào đầu nha. Chỉ cần mình vun bồi được nội lực của chính mình á, ông chồng như nào khỏi quan trọng đi. Mình mà có giá trị rồi á, ông ấy có mắt, ông ấy nhìn được mà. Người chồng người ta cũng có trí tuệ lắm đó. Người thứ ba liên tục nhắn tin khủng bố em. Em nên làm gì cô ơi? Người thứ ba liên tục nhắn tin khủng bố em nên làm gì cô ơi? Công nhận là dạo này là có nhiều thứ người thứ ba là rất là quái vật đúng không các bạn? Thế nên là cái gia đình của mình á, nó hay giống cái bộ phim gọi là cái bộ phim Tây Du Ký á. Các bạn nào xem phim Tây Du Ký chưa? Tây Du Ký là có Đường Tăng này, có Tôn Ngộ Không, có Chư Bát Giới này. Nên là gia đình của mình cũng giống như là cái bộ phim Tây Du Ký đó á. Mình là người vợ là Tôn Ngộ Không, thần thông quảng đại rồi tháo vát làm đủ mọi thứ trong gia đình. Chồng mình là giống như Đường Tăng, là chỉ ngồi tụng kinh và nhưng mà vẫn bị yêu quái bắt mất. Các bạn thấy là yêu quái toàn bắt Đường Tăng nên chả bắt Tôn Ngộ Không mấy đúng không? Rồi bố mẹ mình thì giống như ai? Bố mẹ mình giống như là Sa Tăng á, gồng gánh đủ mọi hành lý mà cứ lúc nào cũng ra khuyên bảo Ngộ Không với Đường Tăng nhưng mà khuyên mãi chả đứa nào nó nghe. Rồi con của mình thì giống hệt như là Chư Bát Giới. Mà Chư Bát Giới thì chỉ biết ăn rồi chơi rồi nằm, không được cái tích sự gì. Ngộ Không với cả Đường Tăng cãi nhau tùm lum mà nó vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn bình thường được. Lại còn suốt ngày đói, chia hành lý. Thế còn người thứ ba giống như ai? Người thứ ba giống như yêu quái. Và yêu quái thì cũng thần thông quảng đạo đại đó. Bắt Đường Tăng đó, và đôi khi Đường Tăng trí tuệ mê mờ là còn nghe lời yêu quái cơ. Vì là yêu quái biến hình thành người nọ người kia, nghe lời mà không có nghe Tôn Ngộ Không đâu. Và Tôn Ngộ Không vì thế mà nhiều lần đã bỏ về Hoa Quả Sơn rồi, nhưng mà cuối cùng ấy vẫn phải quay trở lại với Đường Tăng thôi. Nên các bạn thấy này, đấy là chia sẻ câu chuyện vui. Tuy nhiên nếu như phân tích cái trường hợp này mà bạn tỉnh táo là bạn sẽ có suy nghĩ thấu đáo. Người thứ ba mà liên tục nhắn tin khủng bố bạn có nghĩa là người thứ ba này đang hoang mang. Vì bạn tưởng tượng đi, nếu người thứ ba và chồng bạn ấy đang rất là mặn nồng với nhau, đang rất là si mê nhau và đang rất là hạnh phúc với nhau ấy, cô ta chả bao giờ thể đả động đến bạn đâu. Tại vì lúc đấy cô ta nghĩ là cô ta trên cơ bạn rồi nên khỏi cần đả động đến bạn. Nhưng nếu mà cô người thứ ba này đang nhắn tin và khủng bố bạn ấy, có nghĩa là mối quan hệ của cô người thứ ba đó và anh chồng đó gặp vấn đề trục trặc. Đó, gặp vấn đề trục trặc nên là đang muốn phá hoại hạnh phúc gia đình bạn để cho mối quan hệ của cô ta được tốt hơn. Chứ còn bình thường mà đang hạnh phúc là không bao giờ tìm đến người vợ mấy. Nên chúng ta là vợ chúng ta phải tỉnh táo. Khi mà chồng mình ngoại tình mà mình đang trong cái quá trình thu quân mình về mà mình gặp người thứ ba nhắn tin khủng bố như vậy, những người trí tuệ bình thường sẽ lao ra và mắng chửi chồng. Tại sao tôi đã thay đổi như thế? Tại sao vân vân? Tại sao anh vẫn phản bội? Nhưng nếu người nào mà thông minh và trí tuệ này sẽ hiểu này, người thứ ba chỉ nhắn tin cho mình khi họ gặp xung đột và mâu thuẫn với chồng mình. Nên việc bây giờ của mình không phải là tập trung giải quyết cái vấn đề mà cô người thứ ba đó đang nhắn tin, mà việc của mình là tiếp tục tập trung vun bồi mối quan hệ giữa mình và chồng mình cho thật tốt lên và gạt cô người thứ ba đó sang một bên. Nếu người thứ ba còn nhắn tin, có điện thoại cho bạn, làm ơn block ngay, không thương tiếc, không cần phải nói chuyện, khỏi cần phải tốn não của mình để nói chuyện với cô ấy. Vì chúng ta thứ nhất là không đứng chung một sàn, thế thôi. Người thứ ba ấy giống như kiểu kẻ trộm vào nhà và cướp mất trái tim của chồng mình ấy. Và bạn có thấy chủ nhà với kẻ trộm đứng nói chuyện song song với nhau bao giờ đâu? Làm gì có chuyện đấy. Nên đừng có mắc bẫy nha. Với trường hợp của bạn, đừng có mắc bẫy. Mà chúng ta cần phải tỉnh táo trí tuệ để gạt cô người thứ ba sang một bên. Nhưng chúng ta đừng làm hại đến người thứ ba. Tại vì cái cô người thứ ba đó đi ngoại tình, cô ta tự gây nghiệp và cô ta sẽ tự phải trả nghiệp. Đâu hạnh phúc sung sướng gì. Người thứ ba vừa đáng thương vừa đáng trách.
Và cô ấy cũng chẳng sung sướng gì. Nên không quan tâm, nhưng mà đừng có làm hại đến cô ấy. Không cần đánh ghen, không cần sỉ nhục gì cả. Khỏi, khỏi. Mà có thể nhắn với cô ấy này. Nếu mà cô ấy nhắn tin khủng bố mình nhiều quá, học viên của Tuệ An cũng hay gặp lắm. Các bạn coach ở trong Phoenix Club, rồi các bạn coach 1-1 hay gặp cái tình huống này lắm. Và lúc đấy á, Tuệ An chỉ cho các bạn một bài nha. Nếu mà người thứ ba nhắn tin khủng bố mình nhiều quá, mình nhắn tin lại là em rất cảm ơn chị, hoặc chị rất cảm ơn em, chị gửi mọi lời chúc yêu thương và tốt lành tới em, nhưng điều bây giờ mà chị quan tâm nhất á, đó chỉ là mối quan hệ giữa chị, chồng chị làm thế nào cho hạnh phúc tốt đẹp. Chồng chị và các con chị mới là điều chị quan tâm nhất bây giờ, nên xin lỗi, chị không thể tiếp tục nói chuyện với em nữa. Chúc mọi điều yêu thương và tốt đẹp đến với em. Chấm hết. Và sau đó block. Xóa Facebook, block Zalo, block điện thoại. Khỏi liên hệ luôn. Đó. Khỏi liên hệ luôn, các bạn nhớ nhá. Tỉnh táo và trí tuệ trong mọi tình huống, nhưng hành xử mọi điều dựa trên đạo đức của bản thân. Có nghĩa là tỉnh táo và trí tuệ, và chúng ta hành xử trên đạo đức, trên tình yêu thương và trên lòng biết ơn, thì thứ nhất chúng ta không gây nghiệp với họ, và thứ hai chúng ta có được sự bình an trong tâm hồn của mình. Có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đó có thể là mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt là những ai đang ở trong tình yêu, đang ở trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng bạn ạ, nó đâu có dễ dàng như thế. Nếu mà nó dễ dàng thì tỷ lệ ly hôn của chúng ta đã không cao như vậy. Và tỷ lệ những người mà gặp phải những xung đột, những mâu thuẫn trong những cuộc hôn nhân cũng không cao như thế. Bởi vì hôn nhân hạnh phúc không chỉ cần mỗi tình yêu mà đủ. Hôn nhân hạnh phúc cần phải có sự sẻ chia, sự thấu hiểu, sự hy sinh, sự biết ơn, sự tin tưởng và trân trọng lẫn nhau. Đôi khi mình còn phải chấp nhận một thực tế rằng có thể người ấy không hoàn hảo và mình cũng vậy. Nhưng chúng ta có sẵn sàng trở thành phần bù của nhau hay không? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi vì nhau hay không? Và nếu như chúng ta không sẵn sàng, chúng ta cũng thiếu đi một vài những tố chất quan trọng như thế, thì một điều có thể đó là chúng ta sẽ vấp phải rất nhiều những sóng gió, những khó khăn và thử thách, mâu thuẫn trong tình yêu hôn nhân. Mà khi mâu thuẫn đã đến rồi, đó là một bài học cảnh báo cho bạn biết rằng bạn cần phải xử lý đi, quan tâm đi, thay đổi chính bạn đi. Mà bạn không nhận ra thì từ những mâu thuẫn nhỏ, nó sẽ biến thành những mâu thuẫn vừa, rồi có thể nó sẽ biến thành những căn bệnh rất nặng trong mối quan hệ của bạn. Nhưng cũng có những người đã nhận ra rồi mà không có biết rằng tôi nên thay đổi từ đâu, tôi nên làm như thế nào. Có những người vẫn mãi cứ loay hoay bế tắc trong một mối quan hệ đó. Và từ một mối quan hệ bế tắc, chúng ta sẽ tích lũy rất nhiều những năng lượng tiêu cực, và năng lượng đó nó sẽ lan tràn ra cả công việc, ra cả các mối quan hệ khác, ra cả cuộc sống của chúng ta nữa. Nên nếu như ai đó đang có những vấn đề trong tình yêu hôn nhân, hãy quan tâm và hãy xử lý triệt để những vấn đề đó từ gốc rễ. Còn nếu như bạn đang khó khăn, cũng hãy biết mở lòng mình để có thể chia sẻ với những người mà bạn tin tưởng, nhưng phải là những người đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh và đủ kinh nghiệm để giúp đỡ được cho bạn. Bạn cũng có thể tìm đến những người coach, những chuyên gia tư vấn về tình yêu hôn nhân. Và những chuyên gia này á, phải là những chuyên gia thực chiến, có nghĩa là đã từng trải qua những vấn đề, đã từng giúp đỡ được cho nhiều người rồi, chứ không phải chỉ nói trên lý thuyết thì mới có thể giúp đỡ được bạn. Và nếu như đến đây mà bạn thấy rằng bạn cũng đang cần tìm kiếm những người như thế, thì Tuệ An và đội ngũ có thể giúp đỡ cho bạn. Biết đâu đấy vũ trụ đã gửi cho chúng ta nhân duyên là chúng ta được gặp gỡ nhau trong video này. Và nếu như bạn thật sự sẵn sàng muốn thay đổi, muốn kết nối lại với chính bạn và với mối quan hệ đặc biệt của bạn trong tình yêu hôn nhân gia đình, bạn có thể ấn vào đường link ở phần mô tả để có thể tham khảo thêm thông tin về một chương trình đào tạo rất đặc biệt. Đó là một lộ trình coaching 1-1 đồng hành cùng với những chuyên gia trong vòng 3 tháng. Để làm sao? Để những chuyên gia có thể giúp cho bạn nhận diện ra nguyên nhân gốc rễ vấn đề và xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp với bạn, đúng hoàn cảnh của bạn. Và tất cả mọi thông tin này đều được bảo mật. Chứng đội ngũ chuyên gia thì cũng giống như là những người sẽ đồng hành với bạn, ở bên bạn, nâng bước cho bạn, hỗ trợ bạn, tư vấn, sẻ chia, lắng nghe bạn. Và còn điều gì tuyệt vời hơn nếu như mình đang có một nỗi niềm mà mình lại có những người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình, phải vậy không? Nhưng Tuệ An cũng phải nói thật với các bạn, lộ trình này không dễ để đi đâu.
Có thể bạn nghĩ rằng ôi có 3 tháng thôi mà, tôi có thể làm được. Nhưng cũng có rất nhiều người bỏ cuộc sau 3 tháng, bởi vì họ không kiên trì dành thời gian, dành kỷ luật bản thân để thay đổi chính mình. Và thay đổi chính mình nó là thứ thay đổi khó nhất. Nên nếu như bạn không ngại sự thay đổi, bạn không ngại những cái mới, bạn đã sẵn sàng rồi và bạn đủ tin tưởng với sự nhiệt huyết, với sự chân thành của Tuệ An và đội ngũ, thì bạn có thể để lại thông tin ở phía đường link mô tả nhé. Và thông tin hãy viết thật rõ đầy đủ để chúng tôi hiểu về bạn và sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn nhất để có thể hỗ trợ cho bạn. Chúc cho bạn luôn hạnh phúc và bình an. Và nếu như chúng ta có nhân duyên để có thể gặp gỡ và trò chuyện cùng với nhau, thì tôi cũng muốn nhắn gửi với bạn một điều rằng hạnh phúc là điều ai cũng cần có, nhưng hạnh phúc nó không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những người xứng đáng mà thôi. Bạn có tin rằng bạn xứng đáng không? Còn tôi tin rằng bạn xứng đáng.